Vlog Măng Tây Xanh xin chào bà con và các bạn nha. Chúc bà con và các bạn thật là nhiều sức khỏe. Và hôm nay theo như đã hứa thì em sẽ trực tiếp quay cái vườn đang thu bói của bên em nha. Đây này, cái này đã tảng sáng là em ra em đi thu bói nha. Này này này, cái vườn này của em là được hôm nay nữa là được gần 7 tháng nha. Em đã thu bói được khoảng trên 20 ngày rồi. Đó, cây măng của em này ha. Đây là cây măng tây xanh của Mỹ nha bà con. Đó, đây là măng tây xanh F1 của Mỹ ha. Đây là cái măng của nó sau tháng, gần tháng thứ 7 nha bà con. Tháng thứ 6 là bắt đầu mình đã có thu bói rồi. Còn cái này tháng thứ 7, nó cây này là bắt đầu mình được thu nè ha. Nó cao tầm khoảng chừng 30cm ha, 25-30cm ok nè, đây là một gang tay của em ha. Đó, tầm khoảng 30 ngoài cm là ok mình thu được nha. Đây bà con thấy cái măng của mình chưa? Đó, thấy cái măng bên em ha. Đây em chỉnh gõ lại cho bà con coi nha. Rồi, đó măng rất là đẹp nha bà con, rất là đẹp, rất là to nha. Đó, khi mình thu bói thì cây măng của mình nó còn nhỏ lắm, tại vì cái cây mẹ của mình là mình vừa thu vừa thay cây mẹ ha, thì nó cây măng của mình nó chưa có to lắm. Đó, từ từ nó từ từ thì thu chín, là có nghĩa là 6 tháng tiếp theo là có nghĩa là tròn 1 năm thì bắt đầu mình thu chín ha. Lúc đó cây măng của mình sẽ đều sẽ to rồi. Bây giờ thì cây măng của mình nó còn nhỏ nha. Đây mình còn thấy không, đây cây măng của mình ha. À, mà có thấy chưa? Đây là cái vườn măng của em nha. Đây vườn măng được 6 tháng thu bói của em. Đây bà con cứ xem ha. Đây này từng em sẽ quay từng bụi cho bà con xem nha. Đây. Đó. Cái này là cứ mình thu bói thì cứ ngày cách ngày thì mình sẽ thu ha bà con. Ngày nào mình có thu cũng được nhưng mà nó sẽ ít lắm ha. Nhưng mà ngày cách ngày thì cây mình mới mà. Mình nó sẽ chưa có đâu. Khi nào mình thu chín nó bắt đầu ngày nào mình cũng thu ha. Đó. Còn bà con nào có điều kiện thì cứ ngày nào cũng thu cũng được ha. Cái đó thì tốn công của mình ha, nhưng mà mình không được nhiều lắm. Này bà con thấy không, thấy cái măng của nó lên chưa ha. Đây thấy cái mục măng của nó lên nha bà con. Đây thấy chưa, 2 nè, 4 nè, 5 mục nè, 6 mục luôn, rất là nhiều hết bà con. Nó từng bụi măng của em ha. Này em quay từng cái không cho bà con xem luôn nha. Nó thấy chưa, mai ra nè, đây tới nè. Nó mấy cái này là ngày mai, cái này là ngày mai là mình được thu ha. Đó bà con thấy chưa, đây quay trực tiếp từng gần từng bụi cho bà con mình xem nha. Bây giờ thì măng mình nó chưa được to lắm, nói chung mình loại nhì của mình là khoảng chừng 80 mm ha, 80 mm đến 80 mm là ok. Nó là mình mới được cái loại đó thôi, 8 đến 90 thôi. Còn từ 10 trở lên thì mình rất ít ha. Tại mình cây mình nó còn đang cái thời kỳ là nó thu bối mà. Thu bối thì nó mới, đây là mới mưa xong ha. Nếu mà xong mã này thì không sao hết, cái này đất pha cát thì mưa xong thì nó ứ vậy thôi, chứ thực ra là trong một ngày nó sẽ rút hết ha bà con. Đó, này mình để thoát nước nè, khi mà mưa á là sẽ đi theo cái đường rãnh này nè. Nó mình lên clip để làm gì, nó để cho mưa nè, nước nó sẽ xuống đường rãnh này và nó sẽ hút xuống ha. Đó bà con thấy không, này cây măng em ha. Đó bà con thấy chưa, nó đẹp ha. Đó vườn măng của em này, vườn này là vườn được gần 7 tháng tuổi nha bà con. Gần 7 tháng ha, mình thu bói, bên em thu bói là được khoảng chừng tầm hơn 20 ngày rồi. Tới tháng thứ 6 là bắt đầu mình thu bói ha. Đây. Đó, đang thu bói ha. Đây vườn măng của em nha. Này bà con thấy không? Đó, này đang đi cho thu đó. Đây. Đây bà con thấy chưa? Đó, cây măng kìa. Cây măng đó. Cây này là ok ha, cây mày này là cái cây loại nhất luôn nè. Đã có loại nhất luôn nha bà con, nhưng mà nó ít tại mình thu bói mới mà. Đó. Cây măng đó chưa? Đó. Em quay ra trực tiếp từng góc cho bà con xem ha, rất là đều ha. Đây. Nó xanh mướt luôn ha, này em đang thu. Này nó dừng. Đây. Bà con ha, nhìn đây cái bụi măng này là ngày khoảng ngày hôm sau là bắt đầu mình thu được rồi ha. Nó mới lú như thế này, nó là trong ngày thì một ngày, đó, một ngày một đêm là bắt đầu mình ngày sáng hôm sau là bắt đầu mình có thể thu được nó rồi. Nó lên rất là nhanh ha, nhất là nước nôi đầy đủ thì nó lên nhanh lắm. Một ngày mình tưới cho nó một lần, nếu mà trời mưa thì tốt ha. Trời mưa thì phát triển rất mạnh, ta nó đều. Còn không thì chịu khó mình tưới cuối bét như thế này nè. Bét này là bét dạng như phun mưa ba tia thì nó phun rất là đều luôn ha bà con. Cái đường này thì em khuyên bà con lên đánh cho nó cao ha, clip cho nó cao khoảng 30 đến 35 cm là khi mưa này kia nó sẽ rút xuống cái đường này, nó không bị ngập úng cái cây măng của mình đó. Và nó đắt thì nó phải lúc nào phải thoáng ha, thoáng để cho nó thoát nước rồi kia. Này cỏ phải làm sạch ha, và mình tỉa cây thường xuyên, càng tỉa cây thì cái cây măng của mình càng phát triển mạnh ha bà con. Đây đó, em tổng thể ha,
Đó, tổng thể bà con mình xem ha. Bên đây là em đó, đây cái vườn của em là tới mấy hecta lận ha. Đó, cái này là em thu rồi ha, cái này là thu rồi, đang công nhân bên em đang thu tới dưới kia ha. Đó, mấy cô nó thu tới dưới kia. Còn đây là đang thu nha. À, phía bên đây cũng đang cho thu hết. Toàn bộ thu hết ha. Và đây nè. Này em đem vô rồi ha nè, cái này là cái măng mình thu ha. Đây, một chút xíu em sẽ vô mới quay cái đây măng mình thu đây bà con thấy chưa? Đó, cái này là mới thu bối nha bà con. Ngày hôm nay là cái măng mình cắt là đẹp rồi ha. Đây này em quay không được rõ lắm ha. Đó, bà con thấy chưa? Này măng của mình ha. Cái này thì chưa to nha bà con. Cái này chưa to ha. Tại mình thu bối thì cái măng nó còn nhỏ. Đó. Nhưng mình phải thu. Đó. Mình phải thu, thứ nhất là mình có cái đồng ra đồng vô, thứ hai là mình cũng như mình tỉa cây luôn cho cái cây nó phát triển ha. Mình đi thu vậy mình lựa cây nào đẹp này kia mình chừa lại, hoặc là bụi này kia để thay vì nó thành cây mẹ này kia thì mình phải tỉa, nhưng mình thu ha, mình đã có thu bối đây nó. Ở đây thì bà con nên đánh cái rãnh thế này ha, đây em đã cho máy lên clip hết, cho máy da lên. Mùa mưa thì nó sẽ bị sạt xuống xong mà con, chứ cuối mưa thấy thông thoáng mà cho máy vét lên như thế này thì nó vừa đắp luôn. Cái này thì cỏ nó đắp lên thì mới bỏ phân tốt quá, hay chưa làm cỏ kịp hay bà con ở trên ha. Còn bên đây là em làm cỏ rồi, bạn chuẩn bị cho máy da nha. Đó bà con thấy chưa, cái này mình chủ yếu chính của mình, cái công của mình chỉ là làm cỏ thôi, làm cỏ tỉa cây và thu hoạch ha, cái chính của nó là vậy thường xuyên. Đây hôm nay là em cũng quay tổng thể luôn ha, quay tổng thể cho bà con tham quan cái vườn măng của em ha. Đấy, cái này là gần 7 tháng nha bà con, gần 7 tháng tuổi rồi. Đó, nó tính ra cũng được 7 tháng đấy. Là thu bối là khoảng được 20 ngày rồi. Là sau tháng thứ 6 là bắt đầu bên em thu ha. Đó, bà con thấy chưa? Đó, bạc ngàn luôn ha. Cây hôm nay mình rất là đẹp luôn nha bà con. Đó, măng tây xanh F1 của Mỹ ha. California. Nó là TNA1. Đó, cái giống măng tây đó. Đây này bà con thấy chưa, cái này là mình em thu rồi, mới vừa thu ra, nhưng mà cái măng này là cái măng nó lên nha, nó mới đâm ha. Cái măng này mình đây bà con thấy cái măng nó mập chưa, đấy này măng tây xanh ha, nhưng mà cái này là nó ở dưới đất nó lên, nó chưa có đụng ánh nắng mặt trời cho nên là nó mới vừa lú lên hồi qua gặp mưa cho nên nó màu trắng như thế này thôi, chứ ra lên là bắt đầu nó sẽ chuyển sang màu xanh ha. Nó do cái măng mình nó non đây, khi nó lên khỏi mặt đất nó sẽ thành màu xanh như thế này, mà cây này thì mình chưa thu được ha, cây này nó còn ngắn lắm, đây còn ngắn lắm, ngày mai thì nó sẽ cây này sẽ thu được nha bà con. Bà con thấy chưa? Này em quay từng một cho bà con thôi ha. Đây cái măng của em là nó, thấy chưa? Bụi nào như bụi này ha. Nó quan trọng là cái bụi măng này nha bà con. Đó, thấy nó mọc lên chưa? Quan trọng là cái mục măng của mình. Và mấy cái cây này khi mình thu bối thì mình cứ vừa lựa dưỡng lại ha. Ví dụ như cái bụi này đi. Cái bụi này là nó có hiện giờ nó có 3 cây. Như thế này. Nó 3 cây. Nhưng mà lên thêm một cái cây măng to đẹp nữa thì mình phải chừa lại thêm một cây nữa ha, để mình thay cái cây kia. Một bụi măng khi thu hoạch mình chừa từ 3 đến 5 cây là được ha. Khi thu hoạch mình chừa từ 3 đến 5 cây thôi, không chừa nhiều. Quan trọng là nuôi bộ rễ, nuôi cây măng thôi ha bà con. Đó bà con nào đây, em quay cận cảnh lên ha. Cái cây này thì cây măng này thì nó hơi nhỏ một tí ha. Nói chung nó nhỏ so với người ta thôi, chứ mà nếu mà cái tháng tuổi của nó thì gì được, bắt được chắc là ok rồi ha bà con. Đó bà con thấy chưa? Nghe cây nó cái bụi măng chưa? Đây nó sẽ đều như thế này. Nó bụi nào như bụi nấy bà con. Đó bà con thấy chưa? Đó, nếu đều có măng hết ha. Này, mấy mục nè, đâm lên nè. Điều hết. Và mùa mưa này kia thì bà con thường xuyên á, là phải lên dây này kia cho em giữ cái cây nó chống đổ ngã ha, thì cái cây mình nó sẽ phát triển mạnh. Tại vì nếu mà mưa này kia tảng sáng ra bà con phải kiểm tra cái măng của mình nó có bị đổ ngã hay không thì mình sẽ dựng nó lên nó, và sao và ví dụ cây nào nó có đổ ngã hay nó đổ ngã nhiều khi nó bị gãy thì mình phải tỉa mấy cây đó đi, nó vàng thì nó sẽ bị nấm, nó bị nấm thì nó sẽ mưa này nó dễ bị lây ha. Mấy cái đó, cây đó thì mình cứ tỉa hết không sao hết, cứ tỉa và cái cây măng khác lên mình sẽ dưỡng lại. Quan trọng là nuôi cái này là nuôi cái bộ rễ ha. Cái bộ rễ càng tốt thì cái cây măng mới cần ok thà, nó sẽ phát triển mạnh. Thậm chí cái bụi măng của mình vô tình đi, mưa gió bão bùng gì đó, nó bị gãy ngang hết tất cả cái cây măng luôn, bà con cứ không sao hết. Tỉa hết cho em ha. Và cái đợi cái cây măng cơ con nó lên, nó cây măng con nó lên nó sẽ lên lại, phục hồi lại, tránh tình trạng ngập úng thì nó mới chết thôi. Cái cây măng này một khi nó đã ra đây rồi thì bảo đảm bà con không ngập úng ha. Không ngập úng, với lại là mình nấm thì bệnh nó chủ yếu chính là bệnh nấm, nhưng mà cái đó mình xử lý được không sao hết, nó nấm chủ yếu nấm thân trên thôi, không ngập úng là không bao giờ chết, dám bảo đảm với bà con luôn. Đó đây bà con cứ lên cho nó cao gáo như thế này. Cái đường này là mới mưa, vừa mưa hồi tối, nói chung là mưa suốt đi, mưa 2 ngày rồi,
cho nên nó mới ứ như thế này thôi. Nhưng thực ra ứ như thế này tới đầu giờ chiều, đất này là đất pha cát, đầu giờ chiều nó sẽ rút hết, nhưng mà nó không ngập trên cái luống là được ha. Đây không ngập trên cái luống là được nha bà con. Cái này đất pha cát nè, đất rất là tơi ha, tơi pha cát đó nè bà con thấy chưa, đất pha cát thấy không đó, nó tơi ha, này thì nó rút rất là nhanh đó. Còn ví dụ như đất cây, cái cây măng tây này phù hợp nhất với đất pha cát, nhưng mà đất pha cát là nhưng mà ví dụ như mình ở đồng bằng sông Cửu Long mình á, ở miền Tây mình á, thì đất thịt ở Long An rồi nói chung là về khúc miền Tây của mình á, thì đất thịt nó đất thịt thì bà con vẫn trồng được cây này với điều kiện ví dụ như là đất ruộng lúa, thì bà con thứ nhất phải lên clip cao gáo cho em và xử lý phèn, tại vì dưới quê của mình á làm đồng làm ruộng này kia thì chắc chắn sẽ có phèn đó, mình xử lý phèn đi đó, xử lý phèn cho đất mình ok đi, sau là mình lên clip cao. Và trong cái thời gian mình làm đất đai đó là chịu khó bón lót cải tạo đất cho em cho nó tơi xốp, là bón nhiều phân hữu cơ vô ha, nó giúp làm sao mà cho đất nó tơi xốp, nó là trồng được cái cây măng tây này hết. Đất dưới miền Tây của mình thì đất đó là đất thịt thì nó chất dinh dưỡng nó nhiều lắm, nhưng mà mỗi tội là nó cứng thôi, cứng thì bà con phải có biện pháp sử dụng xử lý nó đó. Đó là mình phải bón thứ nhất mà gom này kia, gom mục này kia ha, cho chấu sơ dừa, rồi cái chính của nó là phân hữu cơ, ví dụ như phân chuồng là phân bò quay nè đó, rồi phân cái chính của nó nếu mà tốt nhất á, là phân chuồng quế. Cây măng tây này nó là cái cây rau sập cho nên sử dụng chính của nó toàn bộ, hình như là khoảng trên 90% của nó là phân sinh học hết, xử lý sinh học hoặc là phân hữu cơ đó, không sử dụng hóa học nha bà con đó. Mình hạn chế đi, nói chung là mình hạn chế sử dụng hóa học đi, tại vì nó là gọi là cây rau sạch mà nó mà hạn chế sử dụng hóa học thì mình tiết kiệm được cái chi phí này của mình và thời gian ăn của mình nó sẽ lâu dài hơn đó. Đây bên em ha, em mấy chị vừa thu vô nè, đây măng rất là đẹp nha, giờ chị đứng lại một tí cho em coi ha. Đây cây này là cây thu bối, mới thu bối cho em thôi nha bà con, đây thấy chưa, thu bối là cây nó cũng còn nhỏ nhưng mà nó rất là đều, bà con thấy chưa, nó đều lắm. Cái này mà chuẩn tháng đúng 12 tháng ngoài thì nó to lắm, nó này đều to lộ nhất không à, nó sẽ to đùng như thế này hết ha. Rồi cái này là cũng là được loại nhì rồi, loại nhì mùa lộ nhất chẳng có nhưng mà ít thôi ha. Đây bên em là mấy chị mấy cô đang thu ha, à, buổi sáng là thu hết toàn bộ thu này, chắc này là khoảng cũng tầm gần 8 giờ rồi, là mình gán mình thu hoạch sau là trước 8 giờ đến 9 giờ, chỗ này là ánh nắng lên trước, ánh nắng lên ha, trước nắng lên, ánh nắng ban trưa đó, nắng gắt á, à, khoảng tầm 9 giờ đổ lại, trễ lắm là khoảng 9 giờ đổ lại là mình phải thu xong á, tập 8 giờ thì quá ok. Chịu khó bà con mình, nếu mà số lượng lớn như bên em thì sáng em thu rất là sớm rồi, nhưng mà do số lượng lớn cho nên mình thu hơi trễ một tí ha. Thì nếu mà bà con mình nhỏ lẻ này kia mình, tại vì cái thời buổi sáng á, cái buổi sáng này cái măng của mình thu á, thì cái màu măng của mình nó rất là đẹp, nó màu măng của mình nó sẽ trắng và đẹp hơn là cái khi ánh nắng lên, thì cái măng của mình nó hấp thụ ánh nắng vô thì nó sẽ chuyển thành màu xanh. Tuy cái chất lượng và cái chất lượng của nó cũng y như nhau thôi, nó không có gì hết, nhưng mà cái mẫu mã thì cái màu của nó thực ra là nó không đẹp, tại vì mình trắng thấy nó trắng buốt này kia thì nó đẹp thôi ha. Đó. Còn cái này mình hơi xanh thì cái ăn cũng như nhau thôi, đó, chất lượng nó cũng không giảm đâu. Nhưng mà do mình đưa ra ngoài thì cái người tiêu dùng người ta với lại người mua thì thấy nó đẹp thôi, đương nhiên là cái vụ đẹp mà vừa ngon mà phải đẹp nữa đó, cho nên là bà con mình là nếu mà thu hoạch cái măng này thì phải thu hoạch sáng sớm ha, từ sáng sớm này sáng sớm thì nếu mà mình số lượng ít thì khoảng chừng 5:30 là mình thấy đường rồi, là mình ra mình thu cho em đó, mình thu khoảng chừng nếu mình trồng hộ gia đình này kia, thường bà con bên đặt bên em thì hộ gia đình thì khoảng 3-5.000 m² đổ lại thôi, thậm chí có một người 1-2.000 m² thì cái đó thì nếu mà hai người thì thu rất là nhanh đó. Thì chịu khó mình 5:30 mình thu ra, nếu mà tầm đó thì khoảng tầm từ 7 giờ là đã xong rồi, nó là khi mặt trời vừa lên nó là nó đã 7:30 nó đã xong rồi, thì cái măng của mình lúc đó nó màu trắng đó, trắng nhìn nó đẹp, nó mướt với cái măng hơn. Còn khi có ánh nắng lên thì nó đã hấp thụ cái nắng mặt trời này vô rồi, nó sẽ tạo chất diệp lục, nó thành chuyển thành màu xanh đi, màu xanh một tí đi, thì cái măng mình nhìn không đẹp thôi chứ thực ra là cái chất lượng nó cũng như nhau đó. Rồi ha, rồi đây em cũng tham quan sơ, bây giờ đó, thì theo chân em vô để mà xem cái khâu mà đóng gói ha, đóng gói và xử lý cái đóng gói và cái cách sơ chế của cây măng này nha bà con. Dạ, giờ theo cái thầy chân em ha. Và đây là cái khâu xử lý ha, khâu này là khâu sơ chế. Đây đem vô là đem sơ chế là rửa, nó là rửa trong cái này á, bà con hạn chế sử dụng nước ha.
trực chẳng đã lắm, mình có sử dụng nước rửa cho nó sạch thì mình chỉ lấy cái phần gốc thôi, nó phần này thôi, tránh nước nó dâng lên phần đọt hay mà con đó, chỉ rửa cho nó sạch dưới, tại vì khúc dưới này một tí mình cũng sẽ cắt đi, mình sẽ đo mình sẽ cắt đi đó. Cái này là chưa sơ chế ha, chưa rửa này kia ha, chưa làm sạch ha. Và ở đây mình làm sạch đây đó, mà còn thấy chưa, cái này mình rửa chịu khó, mình rửa phải gốc thôi ha đó, tại vì mùa này mùa mưa thì ngoài kia thì vô này đương nhiên cái gốc nó bị sình thì bắt buộc mình phải xử lý nó thôi, nhưng mà mình giảm thiểu cái nước của nó, chỉ ấy phần gốc này thôi nó, phần trên đọt bà con mình tránh là không ấy nước này cho nó ứ trên đọt, tại ứ trên đọt thì nó sẽ dễ lúc mình sơ chế nó quắn này kia lại á, mình đóng bao bì này kia nó sẽ bị ứ nước trên đó này, nó dễ bị úng em ăn mình ha. Đó, ở dưới đây thì mình có thể tỉa nó rồi, một chút dưới đây một chút mà này nó cũng đã gáo rồi ha bà con. Rồi, mình có thấy chưa, đây là cái khâu này là khâu sơ chế ha, khâu này là thứ nhất mới vô là khâu cửa nha. Đây còn thấy cái măng này là mới vừa thu ngoài kia vô thì nó ấy nó hơi dơ tí ha. Đó, còn thấy chưa. Đó. Thì qua đây thì chắc chắn thì em quay video clip này lên thì cũng có bà con nào thắc mắc là sợ hỏi tại sao cây măng của mình nó nhiều cây nhỏ vậy, nhưng mà cái này em cũng thông báo là cho bà con, cái này là mình mới vừa thu bối ha, là tháng thứ 6, cái này là tháng thứ 6 là bắt đầu mình thu bối thì cái cây mẹ nó chưa có to, thu chuẩn của nó đúng 12 tháng mới thu chuẩn nó, mình này vừa thu vừa thay cây mẹ luôn, cho nên cái cây măng của mình nó chưa được to lắm, nói chung là nó cũng như thế này, đối với cái thời gian của nó là cũng là quá ok rồi. Cái loại này là loại nhì và loại ba rất là nhiều, nó loại nhất thì ít ha, loại nhì loại ba rất là nhiều nó đó, mà còn thấy không, nói chung là cái này cũng trung bình của nó khoảng từ 6 mm 8 mm ha, từ 6 đến 8 mm trở lên ha, có một số thì nó 10 mm là nó hàng đại rồi, 10 mm trở lên là loại gọi là hàng đại rồi, thì nó do cây măng của mình là măng bối mà nó cây nó còn nhỏ, cái bụi nó cũng còn nhỏ, cho nên là cái cây của mình nó chưa to, nó chưa to, nên cái này em cũng giải thích cho bà con mình nói luôn ha, cái này mình gọi là thu bối nha, thu bối chứ chưa thu chính ha. Và cây măng tây này ra tháng thứ 6 là bắt đầu mình thu bối như thế này, nó gọi là 6 tháng tiếp theo là bắt đầu vừa thu vừa thay cây, vừa thu vừa tiễn rồi này kia, nó cái cây mẹ nó thì chuẩn 1 năm thì cái cây nó bắt đầu cho thu chính thức, đó, cho thu chính thức thì cái cây nó sẽ thứ nhất là đạt năng suất cao nè, đạt năng suất đều nè, thứ hai là cái cây loại nhất của nó rất là nhiều, nó cây to cây mọc mập rất là nhiều ha. Cái này là một số cây, có một số cây nữa ha, một số cây hơi dài như thế này nha, là do vì sao, tại vì mình thu bối thì 2 ngày em mới cho thu một lần, nó một số cây như thế này 2 ngày mới cho thu một lần nha. Cái này thì em tỉa lựa ra là đáng lẽ cái này là không thu ha, cái này là chữa lại, nhưng mà mấy cô nhiều thi thu nó cũng có sót vô, nhưng máy này em cũng lựa bỏ ra hết ha. À, cái này ví dụ như vậy thì tại vì 2 ngày mới thu một số này thì nó phượt lên, có một số mình thu sót thì cái bữa hổm hay là nó phượt nhanh quá đó, nó phượt lên là nó sẽ như thế này, chứ bình thường thu vô thu chính của nó rồi á, thu chính rồi á thì ngày nào mình cũng thu thì cái cây nó chuẩn ha, cây nó đặt chuẩn ok chuẩn này kia như thế này là bắt đầu mình thu hết rồi đó, ngay cỡ này cỡ tầm này lên khoảng chừng 30 cm là mình đã thu hết rồi đó, cách mặt đất khoảng 25-30 cm là mình thu ha. Rồi đấy chưa, cái này cũng có một số ít thôi nha, tại mình thu bối thì mình không có đều được ha bà con. Rồi và tiếp theo thì em cũng dẫn bà con vô cái xem cái này là cái sơ chế ha, sơ chế trước và mới tiếp tục, bây giờ em cái khâu là để vô tỉa cắt và đóng gói ha. Và đây em cũng xin chào tạm biệt bà con ha, rồi hẹn bà con gặp ở video sau, thì em sẽ chỉ cho bà con cái cách mà để mà sơ chế đóng gói của cái măng tây này ha. Dạ, chào tạm biệt bà con, chúc bà con gặp nhiều sức khỏe.